Ok, và xin chào anh em. Chúng ta lại đến với chuyên mục chi tiết kỹ thuật. Thì cái này cũng là một yêu cầu của bạn. Bạn ấy bảo là anh ơi, làm về đặt cánh đánh đầu mà đá vặn góc đánh đầu tỷ lệ thành công cao. Thì mình cũng muốn nói là cái tỷ lệ thành công cao ở đây nó không phải là 100% đâu, nhưng mà với những cái cách của mình hay tấn công cánh, mình hay dùng cái biện pháp đặt cánh đánh đầu để kết liễu đối thủ, thì mình có thể chia sẻ với anh em một số cái tip nhỏ sau đây. Thì đầu tiên anh em phải xếp cho mình cầu thủ có khả năng chuyền tốt ở bên cánh. Ở đây mình có David Beckham này, và thậm chí là những cầu thủ ở bên dưới như kiểu là RB và LB, anh em cũng xếp cho mình những cầu thủ có khả năng tạt tốt. Thôi kệ cho đội bạn sút đi, mình đang phải nói đấy. Thì anh em sẽ có cách đánh sau đây, tức là khi mà anh em có bóng ở bên cánh này nhá, thì anh em chưa chưa dẫn bộ đâu, anh em nhìn cầu thủ RB sẽ chạy lên. À, anh em giữ cho mình một nhịp nữa, sau đó lại quét xuống và truyền vào. Với những cầu thủ có khả năng chuyền tốt như David Beckham thì gần như những quả tạt bóng của Beckham nó sẽ là tỷ lệ thành công rất là cao, nếu mà bên trong có một cầu thủ đánh đầu tốt nữa. Mình sẽ tiếp tục với cái tip này, chúng ta sẽ giữ bóng để cầu thủ LB sẽ chạy lên, thậm chí nếu có khoảng trống luôn như này anh em sẽ tạt vào cho mình và bàn thắng chắc chắn sẽ đến. Đây là một cái mẹo, à không phải một cái mẹo, đây là cái gì mà đây là cái cách mình hay tấn công cánh từ trước đến giờ, mà rất là nhiều người vội vàng trong cái việc tấn công cánh. Bởi vì sao? Khi mà mọi người có cầu thủ cánh, người ta dốc bóng ở cánh rồi, mọi người rất là vội vàng để chuyền bóng tạt cánh vào, đúng không? Nhưng mà việc anh em giữ lại một nhịp nó sẽ là tạo ra một cái yếu tố rất là bất ngờ với đối phương. Đấy, cứ thấy khoảng trống thì chạy lên thôi, nhưng mà chưa được cái cầu thủ của mình đấy bó vào trong được. Khi mà anh em đối mặt như này thì anh em có thể dùng những tình huống giả sút để vượt qua. Anh nghĩ vừa nãy có lỗi rồi, nhưng mà đây trong phòng luyện tập nên là sẽ không có lỗi tình huống đó. Đó, khi mà anh em dốc xuống đây, anh em chưa muốn tạt luôn, anh em có thể đợi cầu thủ cánh di chuyển. Tức là một khi anh em đã đứng ở cái vị trí này mà anh em đang dốc bóng ở vị trí này, thì cầu thủ RB và LB chắc chắn sẽ chạy lên. Đấy, và anh em chỉ cần chọc khe xuống cho cầu thủ đó. Chết rồi, tạt khó đấy. Ở đây anh em sẽ câu câu một tí thời gian, Cafu chạy xuống, anh em nhìn thấy không đấy, và tạt bóng thôi. Cái cách tạt cánh đầu nó có thể là như thế nhá. Và bây giờ mình sẽ nói qua về cái phạt góc. Thì những cái này tỷ lệ thành công nó sẽ không phải là 100%, nhưng mà cái cách này mình rất là hay dùng. À, về về cái vạt góc này thì anh em cứ vuốt như bình thường thôi, cứ vuốt vào khu vực giữa như mình bình thường thôi, thì cầu thủ sẽ chạy băng cắt và đánh đầu. Còn về cái phạt phạt góc bên kia, đâu rồi phạt góc bên kia đâu rồi? Đó, về phạt góc bên này, mình cá rằng là chắc chắn rất nhiều anh em sẽ dùng cầu thủ chân trái để thực hiện cái quả phạt góc như này, đúng không? Nhưng mà mình có một cái cách nó tỷ lệ thành công cũng khá là cao và gây được áp lực với khung thành đội bạn. Không nhất thiết phải là cầu thủ chân trái, anh em cứ để cho mình cầu thủ chân phải, sau đó anh em vút vào thẳng vị trí vòng 16m50. Một cầu thủ băng cắt, chắc chắn là sẽ có một cầu thủ băng cắt ở đâu chui ra anh em ạ. Mình để ý rất nhiều những cái tình huống như vậy, sẽ có một cầu thủ băng cắt nào đó chạy ra ở cột 2, và những cái tình huống bóng cột 2 sẽ gây bất ngờ nhiều hơn là những tình huống bóng ở khi mà anh em tạt bằng chân trái. Thủ môn nếu mà có băng đá bóng bắt những quả như thế này cũng khá là vất vả. Đó, anh em hoàn toàn có thể kiếm cho mình được những quả phạt góc tiếp theo từ những tình huống như này. Anh em vuốt từ quả bóng này, vuốt vào vòng 16m50, vuốt thẳng. Đó, tỷ lệ thành công nó cực kỳ tốt luôn nhá. Đó, anh em cứ tập cho mình vuốt như vậy, nó cực kỳ nguy hiểm với những cái tình huống như vậy luôn. Không nhất thiết phải là cầu thủ chân trái ở những quả này, hoặc là nhiều anh em chơi như thế này. Đó, anh em sẽ kéo vào và sau đó là dùng cầu thủ này để tạt thì cũng khá là ok. Mình thấy cái cách đấy cũng khá là ok, nó cũng gây đột biến đấy chứ, nó cũng gây rất nhiều bất ngờ với lại đội bạn. Nhấn nút short corner này xong này tạt, hoặc là anh em giữ bóng cho Beckham chạy lên. Ô
chuyển áo thế. Nhưng mà theo mình là nên đá cái cách như mình vừa đá cho anh em xem ấy, tức là anh em vút thẳng vào khu vực trung lộ và nhấn nút sút đánh đầu bình thường thôi, đó, tự nhiên đâu ra một cầu thủ chạy băng cắt cho mọi người luôn đó. Thế giờ mình thực hiện gần như quả nào cũng thành công đúng không? Không quả nào là không thành công cả. Mình sẽ thử với cầu thủ chân trái cho mọi người xem là tỷ lệ nó có ok không. Đó, nói chung là đây là cái chia sẻ cái cách mình đá phạt góc thôi, chứ còn để mà nói về lần nào cũng vào, sút lần nào cũng vào thì đúng là nếu mà vậy thì chẳng ai chơi được với mọi người cả. Đó, cái cách nó là như thế, mọi người có thể áp dụng với trong mọi trận đấu mà mọi người thi đấu đây. Và chúc anh em thành công với cái cách này của mình nhé. Xin chào mọi người.